Sập giàn giáo công trình cao ốc 33 tầng, 4 người gặp nạn. Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 1 tại dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Luxury Apartments, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Vào thời điểm trên, nhiều người hoảng hốt khi chứng kiến tai nạn lao động xảy ra ở gần đường Võ Nguyên Giáp giao với đường Trần Đình Đàn, quận Sơn Trà. Công trình dự kiến cao 33 tầng, lúc đó có hàng chục công nhân thi công. Theo các nhân chứng, trong lúc công nhân đổ bê tông thì bất ngờ giàn giáo sập. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều xe cứu hỏa, xe cấp cứu cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường. Thông tin ban đầu có ít nhất 4 người bị thương đã được chuyển vào bệnh viện. Một số công nhân phản ánh có thể còn thêm nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát trong khi hiện trường vụ việc bị phong tỏa trong đêm. Theo ghi nhận của phóng viên, một góc giàn giáo rộng khoảng 200m² tại hiện trường đã đổ sập. Lực lượng chức năng phải dùng đèn pha công suất lớn rọi vào các góc khuất để đảm bảo không còn ai mắc kẹt. 23 giờ cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Ông đề nghị cơ quan chức năng, Sở Xây dựng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, rà soát toàn bộ quy trình thi công khu vực sàn nói trên. Ông Phan Anh Sơn, đại diện đơn vị tư vấn giám sát của dự án cho biết, có 4 người bị thương trong vụ tai nạn, trong đó 2 người bị thương nặng. Danh tính của 2 trong 4 nạn nhân được xác định là Hà Văn Thông và Nguyễn Văn Thanh. Vị trí bị sập thuộc phần mái che công trình đang thi công, có độ cao chừng 9 mét. Theo thông tin trên website của dự án, công trình nằm ở vị trí đẹp của Đà Nẵng khi tọa lạc ngay mặt biển Mỹ Khê, gồm các tầng thương mại, căn hộ cao cấp. Chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc Alpha Nam. Dự án khởi công vào tháng 7 năm 2015 và sẽ bàn giao từ quý 1 năm 2017. We'll be right back.